Video game chỉ mang tính chất vui vẻ, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức, xin đừng bắt chước và ảo tưởng game là ngoài đời thật. Không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay lại đi ngược với thần phong mỹ tục của Việt Nam. 70.000 like, 70.000 like, trời ơi, video của tôi được 70.000 like nha mèo. Trời ơi, 70.000 like. Mấy bạn xem video mình làm YouTuber, mấy bạn cho mình tới 70.000 like luôn kìa. Thiệt là vui quá đi. Lâu lắm rồi mình mới thấy lại được 70.000 like đó. Tôi đọc bình luận mấy bạn fan nói là like gì cái con dán nó lết ngang bữa hết. Trời ơi, chứ bộ không phải like gì, Redwood này quá đẹp trai và chị mèo á quá xinh gái, còn nha Panda thì xấu quắc đúng không? Vậy đúng rồi, đúng rồi. Dạ, tôi cái chị nói cưng á, 70.000 like hết 699 like là của chị không? Trời ơi, chị nói quá, mèo đóng laptop em lại đóng cho chị coi luôn kìa. Trời ơi, lại coi luôn. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người, những bạn đã nhấn like cho mình. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Trời ơi, mọi người nhấn like thật là vui quá cả làng mình hôm nay đến mở tiệc đi mèo. Đúng rồi, mở tiệc. Vậy mở tiệc á, có một số bình luận làm tôi phải suy nghĩ rất là nhiều luôn á mèo. Chuyện gì nữa? Mấy bạn biết sao không? Tôi phải suy nghĩ một vài cái bình luận là mấy bạn nói á, là anh Hút ơi, ở khúc cuối video á, anh đi thám hiểm ngôi nhà, em thấy có con dán gì nó chà bá nó bò qua kìa anh Hút. Ủa cái đó là con gì vậy? Đó, mấy bạn hỏi tôi vậy mèo. Đúng rồi, nhiều bạn nói con đó không giống con dán chút nào hết trơn. Đúng rồi, chạy tôi cũng không giống, tôi cũng thấy không giống con dán nữa, nhưng mà tại hôm đó tôi sợ quá nên tôi phải bỏ về. Không phải là tôi thấy con dán mà tôi bỏ về đâu mèo. Gì không? Bữa đó tôi sợ quá nên là tôi chỉ nhắm mắt thôi, rồi ông la có tôi quản tôi la theo, tôi bỏ tôi chạy, tôi cũng thấy luôn. Chạy thì chỉ lo cầm cái điện thoại. Thấy tò mò không? Chứ Red Hood lại cực kỳ tò mò luôn, không biết hôm đó là con gì nữa. Cũng tại bé dân làng hay không nè, hôm đó tự động em bỏ về sớm á, em đi về làng, em không quay về được cái anh dễ trơn hết á. Thôi đúng là dân làng ơi là dân làng, em về em lo cho cái làng của em không mà em bỏ anh một mình nè, buồn ghê á. Thôi không sao đâu, anh không giận em đâu dân làng, đi ra đây, đừng có cho cù ăn nữa, đi ra đây nè. Ê, nó cho cù ăn bánh bí ngô kìa trời. Cho cù ăn làm gì nữa? Ôi, hồi nãy tôi mới thấy có cái gì trên trời á mèo. Cái gì? Hồi nãy tôi thấy gì có tối trời á. Rõ ràng luôn, có ai thấy không? Ai thấy chụp hình là giùm tôi nha. Chứ tôi là tôi thấy rõ ràng luôn á. Biết nữa mèo. Thôi hay là bây giờ vậy đi dân làng, theo anh dân làng bây giờ á, chúng ta cùng nhau lập hội thám hiểm nhà quan lại một lần nữa đi, nhưng mà lần này á chúng ta không phải quay gì YouTube đâu mèo. Chúng ta sẽ cùng nhau thám hiểm thôi, coi á sự tò mò của chúng ta tới đâu mèo ơi. Chứ tôi thấy á hôm đó tôi thấy còn đó tôi bực mình quá, tôi không biết tôi á chỉ đó. Muốn là giải đáp thắc mắc của tôi với mấy bạn fan thôi chứ đúng thật rồi. Ra cũng không có Panda sao chị có muốn đi không? Chị cũng muốn đi nữa, tại vì mấy bạn fan cũng nói là thắc mắc không biết con nó còn gì, hãy kêu chị vô đó quay cho mấy bạn nó xem. Đúng rồi, đúng rồi. Tôi á giờ tôi cũng muốn đi lắm rồi, hay là bây giờ chúng ta cùng thành lập một đội nha. Bây giờ chuẩn bị đồ đi mọi người. Ê, nói nghe nè, tối nay chúng mình đi thì sao? Không không, bây giờ mình đi liền luôn. Mình nhào vô mình bung hết cửa ra, mình bật cái nóc nhà nó lên rồi mình đốt nguyên cái nhà nó luôn. Sẽ không wow, quá à. Nhà, vậy không còn gì đi hả? Nếu như mà mình đi ban ngày á, lỡ như mình không thấy được cái con đó là sao? Lúc đó thì cái tính tò mò mình cũng được giải quyết đâu mèo. Mình phải đi đúng cái lúc giống như cái ngày hôm qua hay nhầm cái ngày hôm trước gì đó. Đúng 12 giờ đêm mình sẽ đi thám hiểm ngôi nhà đó được mèo. Đi lại đúng giờ đó đúng không? Đúng rồi, thấy sao dân làng? Hôm đó em bỏ về nè, hôm nay anh sẽ bắt em đi trước luôn nè. Được rồi, tôi tin chắc là trong cái nhà đó làm cái gì có cái gì. Rõ ràng ngày hôm đó tụi mình chỉ thấy một con dán thôi, chẳng qua là nó hơi bự bự thôi mèo. Mà với trả lại nha, cái nhà này là chỉ có trong thế giới của tụi mình thôi, cho nên mấy bạn đừng có bắt chước bắt chiếc mà đi kiếm vòng vòng ngoài đời thiệt nha. Cái này là trong game các bạn ơi. Cái này là trong game, cái này là trong game Minecraft thế giới của game nước thôi. Ra ngoài đời bắt chước nha. Thôi thôi thôi, mèo nói nữa ông dân làng thôi, ông trốn đi luôn rồi. Để coi coi nhà mình có còn cái bộ giáp kim cương nè, không kiếm kim cương thôi mình chuẩn bị coi. Tối rồi mà không biết giờ này mọi người đã chuẩn bị xong chưa nữa, để mình chạy ra mình dòm thử coi bây giờ. Ôi trăng đã lên cao rồi. Kìa, dân làng kìa, mèo nữa, còn chị Panda nữa. Ủa không được, mình trễ giờ rồi. Mèo với là mọi người đang chờ mình. Trời, trời ơi, ơi mẹ giờ này giờ mà không coi. Ai xài giờ cao su vậy? Đèn nè, rồi cầm ra, ở đây còn cái gì? À, ở đây mình có thịt nữa nè. Ô, có bé hổ của mình. Trời ơi, tính cho chị leo cây hay gì vậy? Trời ơi, tính xài giờ cao su hay gì vậy? Cái đó nó nữa. Rồi, rồi, tôi ra liền, tôi ra liền. Nè nè, tôi đây nè. Ủa, chị Panda. Vậy? Chị đổi cái gì vậy? Chị đổi cái mũ với cái gì? Trời ơi, cái này giống chị đổi cái nùi dẻ quá vậy chị Panda. Trời ơi, tầm bậy, cái này chị đang ngụy trang mới cứ đi. Chị Panda lấy cái dẻ lau sàn đổi lên nhà, đúng đổi rồi. Lên đầu kìa. Đổi lên đầu đừng cho tao tưởng bởi đã đóng rơm hết đóng. Rồi, chị nhìn em nè. Em á rất là thích con cọp, tại con cọp là tuổi của mèo nè, nên em quyết định đổi cái nón con cọp lên. Đó, dễ thương không? Rồi con mèo, mẹ có cái gì không mèo? Tôi chuẩn bị rất là nhiều thứ luôn nha. Đèn pin nè. Wow, tôi cũng có một cái đèn pin nữa nè. Tôi cũng có cái đèn pin. Đúng rồi, dân làng có đèn pin không? Dân làng cũng có đèn pin nữa nè. Đã
đúng hả? Vậy là chúng ta chuẩn bị đầy đủ rồi. Nhưng mà đặc biệt nha, Theo nhìn tôi nè, lần này tôi có đem thêm một cái lửa trại nữa. Phòng trường hợp đó tụi mình á lạnh quá, tụi mình có thể quay quần với lửa trại nha. Ôi trời ơi, đúng rồi. Ê, nghe ra tôi lấy lửa trại của anh vậy bạn. Lửa trại của ông không có đặc biệt bằng cái này của tôi đâu. Đâu, mà có cái gì? Tôi có đem theo tỏi nè. Tôi có đem theo linh vật của tôi là một bé cọp dễ thương. À bé cọp đúng không? Còn chị có đem theo đường mút đi chị sẽ đi cho con cọp cho em. Trả cọp cho em, chị lấy con cọp của em rồi. Chị lấy con cọp cũng cần hồi chị ốp vô cho. Trời ơi chị phá em rồi, quánh bây giờ đi nè. Đi mà chị sẽ ốp chị sạch cho cái đó. Chị đừng có phá nữa, bây giờ á tôi chuẩn bị xe đầy đủ rồi nè. Tất cả chúng mình hãy lên xe và cùng nhau thám hiểm ngôi nhà đó thử nha, để coi rồi trong đó có gì nha. Để mấy bạn tò mò quá mà mình cũng tò mò nữa. Lên nha mọi người. Lên nè, kế tôi nè mèo ơi. Mà tôi không hiểu luôn á, hai người này đi thám hiểm mà đem theo á đường muối bột niêm chạy đi á. Chạy đi, người ta nói cho nghe. Đâu nói tôi nghe coi. Trời tôi nghe ơi, nè. Mẹ không có kinh nghiệm đi thám hiểm rồi. Mẹ có kinh nghiệm gì mẹ nói mẹ. Tôi coi phim Doraemon thì Nobita mỗi lần mà ta đi thám hiểm nhà quan là ta đều đem theo tỏi ớt hết ông ơi. Hey, tôi nhớ trong một tập phim đó Doraemon cũng làm giống mình đó mèo ơi. Đúng rồi. Ê, nãy giờ mình có chạy đi đâu không rồi đó. Cái gì vậy? Ủa thôi rồi nè, để chạy ra. Woo! Đi giờ bây giờ hướng này nè hả? Rồi, bật đèn pin lên mèo ơi. Bật đèn pin lên. Bật đèn pin lên chứ. Nè, tôi bật đèn pin lên là thấy được chạy xe luôn. Đèn pin tôi bật chưa? Ơi, mẹ bật đèn pin lên coi sao tập cho tới hồi rồi. Bật nè. Chạy nãy giờ mình cũng đã chạy tới rồi kìa mèo. Kính thưa các cô dì chú bác dòng họ hai bên ơi, tụi con đã đến được ngôi nhà hoang rồi. Xuống. Rồi có ai thấy cây đèn pin của tôi phát sáng không? Trời ơi mèo ơi, tôi bước tới đây mà tôi nổi da gà luôn á, tôi nhát y như Nobita. Nổi da gà hả mẹ? Ôi, tôi chết nè. Bà nó có miệng khói kìa. Đâu, tôi thấy khói gì đâu. Không thấy hả? Không có thấy. Thế tôi mới thấy luôn á. Mà sao cái ngôi nhà này sáng quá vậy? Khoan, đặt cái này ra đi nó. Mọi bọn mình sẽ đứng đây và chuẩn bị. Ôi, cái xe này tôi chạy kìa. Trời ơi, không có ra sao ông chạy xe mà ông không thắng cái xe lại. Để cho cái xe nó tự động chạy lên. Trời ơi, nãy tôi tắt máy xe rồi mà. Đắp khói kìa. Có thấy lửa đâu, mẹ thấy khói gì vậy rồi mèo. Ôi, kìa. Có khói kìa. Mày biết gì không? Mấy bạn ơi, tôi thấy là những cái chỗ này nó ổn rồi đó mấy bạn ơi. Trong làng của mình có ninja hết. Ồ, đúng rồi mèo. Nhiều khi cái chỗ này á, tôi biết nè, trong khoa học người ta gọi đó là khí mê tan nó chui lên á từ dưới trong đống bùn á. Đúng rồi. Trời ơi, mẹ phốt pho cái gì? Phốt pho là chỉ có nghĩa trang thôi. Nhầm. Cái này á là khí mê tan nó ủ dưới bùn lâu rồi nè, mình dặm lên nó bắt kêu bốc lên đó mèo. Là cái format nữa đó. Trời, người ta đang nói khoa học mà chị format vô đây cái nữa. Format là gì? Nó giỡn. Bạn có thể giải thích được chuyện này comment cho mình biết. Trời ơi, mà khoa mình thông minh lắm, gì cũng biết hết trơn, nó giải thích. Có bông thì phải. Trời, có bông hả? Vậy là đi ăn mừng nè. Ủa rồi. Trời ơi, em vui lắm các bạn. Anh lấy cái đèn pin đánh cho em một cái bây giờ đi mẹ. Cấp đại, cấp đại. Cấp đại đi hết rồi. Chị Bạch Đà. Hôm nay tụi mình tới đây để thám hiểm chứ phải cắm trại đâu. Trời ơi. Nhưng mà mình có thịt mới giật được đảo. Ăn rồi. Sao? Ăn rồi. Bây giờ chụp cái con này qua một bên đi. Nè, chụp đi. Đi trả lại cho chị. Thôi, bây giờ không nói nhiều nữa, cùng nhau cầm đèn pin lên. Đèn pin lên. Cầm miếng tỏi ớt này hết. Có cái gì đi ném gì ta? Tôi thấy đèn pin này nó hơi chật chờn nha. Nó hơi chật chờn á mèo ơi. Cái đèn pin nó như là nó bị khí quách vậy hết rồi. Thôi. Rồi, bây giờ đi nè. Ê, cái cu tiên tư đang bay trên trời kìa. Cái đó chỉ là mấy cái phốt pho thôi. Ê, cái mê tan thôi. Không, cái gì nữa. Cái đó là nè, cô đang thi triển kinh công đó hứa nè. Rồi, đi vô thử coi. Kìa, cái nhà kìa. Wow, hoặc là đây chỉ là cái ngôi nhà bình thường thôi. Nó có coi đầy lâu lắm rồi, tôi biết đúng mà. Rồi. Đi, cô, tôi để chị đi, chị sạch đèn pin trước cho cưng thấy đường xây hết rồi. Nè, chị đi trước cho. Vô, thôi. Cái gì vậy? Cái nhà cửa này. Cái nhà cửa này. Đừng sao sao, mình mới tới đây mà. Thôi là lẽ, cửa cây mà có tự động được hả? Biết không? Sao? Lâu ngày nó mục quá, cái gió thổi cái đảm bảo là thì ra vậy. Đâu có khóa cửa đâu, đúng không? Trời ơi, cái gì nó vậy? Cái gì vậy? Mày nói đã đời rồi thôi. Bây giờ quyết định vô hay không đi. Ông làm vô mà. Hay là không đây? Bây giờ làm nói gì tùm lum vậy thôi. Cái nhà thấy cái gì đèn chớp tắt cái gì kinh dị quá vậy. Tôi thấy cái đèn pin của ông là cái thứ chớp tắt tại đây nãy giờ á. Thôi bây giờ cũng đứng trước cửa nhà rồi. Chị Bánh Đa, chị là người dũng cảm nhất trong số tụi em á. Đúng rồi, chị đi vô trước với chị Bánh Đa. Thôi đèn pin chị sắp hết pin rồi, chị không vô trước được đâu. Mình cần kiếm kim cương mà mình sợ gì. Đúng rồi. Gì? Vậy đúng là em có cần đi kiếm không? Em có cầm bối, nó kiếm kim cương nè. Vô trước đi, mày vô trước đi dân bạn. Rồi, dân bạn vô trước đi, hôm trước em đúng chạy rồi. Về trước á. Em bây giờ bị phạt là vô trước. Đúng rồi. Em vô dân bạn. Rồi. Ôi, cái gì vậy? Trời ơi, có gì đâu sợ, bữa mình vô đây. Ôi, sắp xét kìa. Ôi, gì vậy? Vô trước đi, không cửa lại. Xíu chút nữa là trời mưa ướt hết cả bầy bây giờ. Vô mãi xíu là trời mưa luôn á. Wow. Không biết bây giờ đi bên nào trước ta. Ê, bây giờ mình vô thư viện trước đi mọi người. Thư viện nè. Thôi, cái gì vậy? Vậy? Cái gì? Ôi, hồi nãy tôi mới thấy ai chạy ngang qua kìa mọi người. Có, hồi nãy rõ ràng luôn. Có ai đó chạy ngang qua. Không ê, đi theo, đi theo, đừng cho người đó không. Đứng lại. Ủa, có thấy ai đâu? Thì coi chị.
Ê, con zombie ở đây nè. Đâu? Zombie nè. Ừ, đánh zombie đi. Trời ơi, chỉ là cái con zombie thôi. Ra cái nhà này á, bị bỏ lâu ngày quá, zombie nó hồi sinh vô đây luôn. Ở ngoài sấm sét to dữ vậy ta. Trời, sắp đổ mưa hay gì vậy? Tôi cũng không biết nữa. Thôi, đi qua phòng khác đi. Đi 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 đi. Bây giờ chị đi với. Mình đi vô phòng phòng này đi mọi người. Phòng nào vậy? Cái ghế ai làm gì ngã vậy? Hồi nãy tôi lấy cái ghế nó bình thường mà. Oh my god. Ai đụng cái ghế đó? Thì không đụng nè. Ý chị á. Ê vô vô trong phòng này đi mọi người. Phòng khác nè. Bật cái lên. Phòng này sắc quá chừng nè. Phòng này nhiều đồ cổ lắm luôn mọi người. Cẩn thận đừng có đụng vô nha. Trời ơi, các bạn, em bong gãy cái bàn này kìa. Oh my god. Ôi cái bàn này, không phải mày ơi. Dân làng nó đâu làm kìa. Không phải dân làng làm hả? Ừ. Rõ ràng dân làng đứng kế bên cái bàn thì nó làm chứ ai. Hồi nãy tôi thấy rõ ràng dân làng được tông cái bàn. What? Cái bàn lật lên luôn á. Ai dựng cái ghế này ngoài kia lên vậy? Ôi, hả? Vậy? Ai là người dựng cái ghế đó lên? Chị không có dựng nha. Tôi không có dựng nha. Ủa cái gì vậy ta? Cái nhà này lạ thiệt luôn á. Thôi thôi. Đi. Siêu nhiên dân làng, em đi trước nữa dân làng ơi. Đi mau lên. Không lẽ mấy con zombie nó ra nó dựng lên. Đúng qua phòng ăn nè, qua phòng ăn đi. Qua phòng ăn đi mọi người. Nhìn xuống phòng ăn nữa coi. Ôi, nè. Khói nữa kìa. Có cái gì vậy? Khói bình thường mà có gì đâu. Ủa lại chết hổng thôi. Cái phòng ăn này cũng không có gì hết trơn á. Hay là bây giờ mình đi ra ngoài đi. Ôi, cái đèn nó rớt xuống kìa. Oh my god. Ôi, cái gì vậy? Cái đèn nó rớt xuống kìa. Bảo vệ chị. Ôi, cái gì kìa mọi người? Cái gì vậy? Ôi, cái con kìa. Ôi. Oh my god. Ôi, ba đang đu dây ngoài kia kìa mèo. Trời ơi, ba là người gì? Ôi, ba đu dây kìa. Ôi. Ê, quá rồi. Gì? Thôi thôi, đừng có ra đón mẹo ơi. Tôi nghe gì hả? Tôi nghe làm như là có tiếng người ta hay gì á. Ừ, tôi cũng nghe là có tiếng người nào kêu ô ô ô ô mẹo. Tôi cảm giác như đó là đang chơi trò chơi cảm giác mạnh hay sao người ta hú. Đúng rồi. Đúng rồi. Ê ê ê, tôi mới phát hiện ra một điều luôn nè. Điều gì? Hồi nãy tôi thấy có ai đu dây. Rõ ràng luôn. Bỏ dây vô bụng để đu qua đu lại. Chị biết tại sao bà la ét ét rồi? Tại sao? Vì cọng dây cột vô bụng siết quá. Rồi luôn. Hồi nãy tôi cũng thấy nè, dân làng thấy không? Thấy không? Bây giờ mình phải đi giải cứu rồi. Tôi sợ, tôi nhìn chưa có rõ. Tôi cũng thấy nữa nhưng mà tôi thấy đu qua đu lại, lướt qua lướt lại nữa mèo. Thôi bây giờ để mình đi lên lầu thôi coi. Đúng rồi. Ở trước cái phòng có mấy con gián đó mèo. Lên đây. Lên đâu hả? Lên đây. Nãy giờ chứ tôi không sợ nhiều, chứ là bây giờ tôi sợ nhiều quá. Đây nè, cho em căn phòng này nè, nó có con dán lết qua để tôi vô thử coi nha. Con dán nó bự thôi. Dán đâu? Dán đâu? Chú đây. Đúng rồi, dán đâu? Dán ở đâu? Ôi, cái gì kìa? Cái gì vậy? Nè, bà đứng lại cho tôi. Trời ơi. Ủa, nó mất rồi. Nó mất rồi. Cái gì vậy? Hồi nãy còn có cái bóng đen đen nữa nè. Chắc không biết hết. Hồi nãy tôi thấy rõ ràng có ai đó. Tôi tính chạy rồi cầm kiếm kim cương tôi đánh. Nhưng mà tôi đánh không có được rồi. Đâu mất tiêu luôn rồi mèo. Ê, nhưng mà hút ơi. Trong trường hợp này tôi không biết là nên giải thích sao luôn á. Không biết là con ấy hay là gì luôn á. Trời ơi, chị tức quá. Chị quên đem cái ngôi nhà này á, mình phải giải quyết cho bằng được. Để không mấy bạn thắc mắc lắm. Tôi sợ nhà này có nhiều hiện tượng siêu nhiên lắm hút ơi. Ở đây còn một tầng nữa nè. Lúc trước mình chưa có lên thử đúng không? Hả? Bây giờ lên nữa hả? Ôi hút ơi, xuống đi. Không lên nói chi mà lên chi. Mèo, vậy? Ở đây nè. Cái gì vậy? Coi nè. Có gì đâu mà lên. Mèo coi nè. Ủa, cái nhắc máy luôn kìa. Cái gì vậy? Cái gì? Ai, ở đây có nguyên cái nồi súp còn thơm luôn nè mọi người. Oh my god. Nè. Ồ đúng còn rồi. Đang nấu luôn nè. Còn đang nấu đây chị mới thử lạc lách để chị cho miếng muối vô. Trời ơi, chị mình đã la quá. Chị ra để em cho thêm miếng tỏi. Đúng rồi, để thêm vô đây để chị miếng miếng. Vừa ăn rồi. Ê, chúng ta đi khám phá mà phải đi á, nấu ăn đâu mọi thì người. Bây giờ mình khám cái nồi này trước đi. Mình phát hiện ra nè mọi người, rõ ràng ở đây á là có người nào đang sống ở đây nè, rõ ràng luôn mới nấu ăn ăn nè nào. Cũng đúng rồi đó. Đúng không? Ê tôi biết rồi. Nãy giờ mấy cục khói là do khói trong cái đống lửa này bay nè. Mà bay quá bay ra ngoài vòng nhà ha. Mày nói thì gì đúng rồi đó, bay ra ngoài ống khói. Bây giờ để mình tìm hiểu người đó đang ở đâu mèo, mình phải hỏi rõ lý do tại sao người đó làm cái trò mấy cái trò hù hù. Tôi nghĩ là tôi thấy người đó đang ở đâu rồi đó hết. Ủa cái đó đồ giả, rõ ràng nhìn vô là biết đồ giả rồi. Bay hả? Đúng rồi, cái đó đồ giả mà nè, lại đây nè. Tôi nhìn là tôi biết ngay ba cái đồ giả nè, tôi phá mèo xuống nè, thấy chưa? Ồ. Còn phá ke. Phá ke hả? Bây giờ mình chạy ra ngoài mình coi thử coi cái người đó đang ở đâu nha. Ôi ơi, kìa, tôi thấy kìa. Tôi thấy cái đầu trèo xuống kìa mèo ơi. Tôi thấy cái gì? Ồ, vậy sao tôi nhận thấy không vậy? Ủa gì đâu mất tiêu rồi. Thôi chạy ra ngoài đi mọi người, theo tôi nhanh lên. Tôi có cách để cho người đó phải xuất đầu lộ diện ra rồi. Ủa cái gì mà sáng mèo đó? Mèo, ra đây. Ủa, đừng có cái đèn pin của tôi hả? Chị Bada, chị Bada. Cái gì nữa? Chị có đem theo TNT như là em dặn chị á, hồi sáng không chị Bada? Trời ơi, có chứ, chị đem theo cái đống này giờ sao đúng vậy? Đúng rồi, tôi có kêu chị Bada đem riêng TNT. Nếu mà ngôi nhà này có ai đang phá thì mình sẽ cho banh ngôi nhà này luôn. Hết rồi, ông có chắc là cái trường hợp đó là mình xài được không vậy hết? Tôi chắc chắn 100%. Chị Bada. Cái gì? Đặt TNT vô góc này nè. Trời ơi, đặt thôi để chị. Đặt vô góc này nè. Ai có cơ, có cậu, có cơ. Ai vậy? Ai, có em kìa. Ôi, đâu tôi là người mà. Thôi, kìa kìa mèo. Người thiệt. Hả? Ủa? Người ta hả? Ủa? Đâu? Cái này người thiệt mèo ơi. Đúng rồi, tôi là người mà. Trời luôn. À, người là mình phải đấm cho mấy phát mấy bạn hồi nãy giờ dám hù của tôi hả? Giỡn mà. Sao quá.
Trời xong. Thì ra tôi biết ngay mà, rõ ràng tôi thấy cái nồi súp còn đang nóng mà. Tại sao bà nói đi, bà dám hù tụi tôi? Trời ơi, không phải gì đâu. Tại á, có mấy người cứ vô đây phá nhà của tôi không quấy rối tôi hoài, nên tôi phải giả ma vậy á, để tôi hù nhát cho mấy cái người đó bỏ đi hết á. À, Hút, tính ra bà đang nói mình luôn á Hút ơi. Vì mày tụi mình vô phá bà nãy giờ Hút. À, tại bà nhát tụi tôi, tụi mưa tôi mới vô coi thử chứ bộ chứ đâu phải đâu. Phải chi bà xuống bà nói nhà này có người đang ở thì đâu có ai phá bà đâu. Đúng rồi. Không phải chi á, mà người bình thường vô tôi đâu có nói đâu. Đằng này ăn trộm vô lút hết đồ nhà tôi, bởi vậy tôi mới giả ma giả quỷ nhát người đó đó. À, thì ra là vậy. Ủa, thì cái bà này bà bị ăn trộm. Đúng rồi. Bà Đa, lấy tiền tay lại đi. Bà Đa, nhà của bà tội nghiệp bà, chị Bà Đa chị nhìn đi, bà quần áo. Trời ơi, không tội nghiệp tôi gì, người già rồi. Chết rồi, tôi quên một điều. Mày đi gì mèo? Sáng giờ tôi đem cái nón con gấu này theo mà tôi quên đội lên, thằng gì đấy sợ thấy bà luôn. Trời ơi, ông mày. Tính ra mày đội cái nón con gấu đó mày có thể hù được á. Tính là mày hù cái bà này luôn á mèo. Bà này bà hù tôi thì có, sợ quá. Ủa mà sao bà, tôi thấy bà thoát ẩn thoát hiện được hay vậy? Ờ cũng đúng. Đúng rồi, tại nhà tôi á cơ quan chằng chịt hết rồi. Đâu tôi phải trang bị mấy cái máy quay đồ này kia nọ. Đi theo tôi nè, để tôi chỉ cho mọi người coi. Hút. Ủa, tôi thấy cái nhà này giác nhận chằng chịt thì đúng hơn á. Ừ. Không có, lại đây tôi chỉ cho coi nè. Đâu? Tại nãy á tôi trang bị máy quay ở đây á nên tôi mới biết tôi á hù mọi người đó. Đúng rồi ha. Tôi tưởng coi mấy cái này là mấy cái máy quay cổ không á. Thật ra là cái máy quay này nãy giờ nó quay tụi mình ở đây. Máy quay cổ. Ủa rồi cái này ai cắt dây mà nó rớt xuống bàn hay quá vậy? Ủa, ai cắt dây vậy? Ờ, cái này tôi trang bị trên chợ rồi, nó tự động hết á, tôi bấm nút một phát màu nó xuống Hả? Ôi, sao thiệt kìa. Thôi, tôi bấm á, tôi mới bấm nút kéo dây lên á. Trời ơi, thì ra bà hù tụi tôi, làm tụi tôi sợ muốn chết luôn á. Ủa, mà chứ tôi có biết mấy người là ai đâu, nên tôi tưởng ăn trộm nên tôi hù á. Ủa, mà nãy giờ bà trốn ở đâu vậy? Sao tụi tôi kiếm cái nhà không thấy bà? Sao đi vòng vòng nhà kiếm không ra luôn á? Bà trốn đâu nè, tôi trốn ở dưới tầng hầm bí mật của tôi. Đâu tầng hầm đâu? Tôi có thấy tầng hầm bí mật của tôi, mấy người không kiếm được đâu. Tôi giấu ở ngay cái chỗ mà an toàn nhất luôn. Ủa mèo, nè ở đây nè. Tôi thấy cái này lạ nha, cái cầu hang gỗ này. Cầu hang gỗ này mèo ơi. Hay để tôi mở ra cho coi nè. Ôi, trời ơi, mọi người đến cái hầm bí mật của tôi. Ôi, bà này bà có một cái tầng hầm bí mật bự quá mèo. Đúng rồi. Để tôi xuống trước, để tôi xuống trước chà. Đâu? Bà bay xuống luôn hả? Không, tôi quen rồi. Mọi người phải đi cầu thang. Ôi, quá, bà này bắt con. Trời ơi, siêu xịn siêu VIP luôn. Cái gì đây? Ở dưới đây tôi trang bị hết máy tính đầu kỹ thuật số hết rồi. Trời luôn. Cô gì đó ơi. Thì ra bà dùng mấy cái này theo dõi mình nè mèo. Chắc làm cắm mấy cây đuốc cho dân làng, sao bà sống trong bóng tối tội nghiệp bà quá. Cắm đi, cắm đuốc lên, cắm đuốc lên. Trời ơi, biết quen không vậy trơn á. Trời ơi, dân làng nó nhím tới cây đuốc nó cũng cho luôn á. Cắm đuốc xuống đi em. Trời ơi, có cây đuốc không à. Trời ơi. Thì ra tưởng đâu cái nhà này có cái gì ghê gớm ai nhẹ, có một cái người á, một người đang ở nhà này mẹ ơi. Quá dạ mèo. Oh my god. Thôi nãy giờ tưởng đâu cái nhà này có gì ghê làm cho tụi mình sợ ai nhẹ, cái nhà này không có cái gì hết. Về chứ nãy không sợ hả? Mất thời gian sợ chạy quá trời. Sợ đâu sợ, tụi tôi tính ra dùng TNT nổ cho banh cái nhà của bà chứ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, biết ngay từ đầu cái lúc mà vừa đu dây vừa hú. Đúng rồi, vừa thấy không có cái ai mà đu dây mà còn cục dây ngay bụng lộn như bà không hết á. Không ấy nào mà cục dây mà đu đúng rồi. Ấy đâu đâu bà lao mốt được cái hồn mọi người nó nghe không. Nếu mà nhà bà có ai vô phá bà cứ chạy qua làng tụi tôi sẽ bảo vệ bà nha. Mà nó nghe nè. Được. Nó nghe nếu như mà bà thông minh vậy, nhà bà có nhiều hệ thống để nhắc người ta, sao bà không làm hệ thống chống trộm đi cho rồi. Đúng rồi ha bà. Thì hệ thống đó là hệ thống chống trộm là còn gì nữa. Thôi về nè mọi người. Về nè. Thôi vậy tụi tôi về à. Trời ơi tụi mọi người về khỏe nha. Tôi không có ra ngoài được đâu, tôi sợ sáng lắm. Mèo, quay qua quay lại cái trời sáng bưng luôn rồi nè. Thôi sáng khi nào mình không hay vậy ta. Bực cái mình thiệt chứ cả đêm tụi mình tưởng nó có gì sợ lắm. Không có gì hết mèo. Tính ra là mình nói chuyện mà cứ tí xíu thôi mà sao trời sáng nhanh vậy. Có gì đó lạ lạ đây nè. Có gì đâu lạ tào lao quá. Chắc là tụi mình đi chơi nguyên đêm rồi đó. Mà nó nghe nè, khoan hả, về chị để quên cái hũ đường múa bột nêm với tầng hầm rồi. Trời ơi, có cái hũ múa đường bột ngọt thôi mà chị cũng tiếc với chị Banda. Trời ơi, chị Banda là tào lao rồi, luôn có vô lấy lẹ đi rồi về nè. Tiếc cái hũ muối đó là hũ muối gia tiền của chị mà, của tổ sư để lợi cho chị. Rồi, mở cửa ra lấy về lẹ chị Banda ơi. Bà ơi, bà sao lấy cái gì qua đâu hũ muối đường bột ngọt. Ủa, mở ra đi chị Banda. Có mở được sao? Ủa, sao mở không được? Ủa, gì vậy? Mở cửa ra đi. Mở cửa ra đi. Mở được mà. Trời ơi, mở cửa rồi, mở khóa cửa lại rồi. Rồi ai cầm cái đèn pin rõ đèn giùm coi sao nhà tự nhiên tới thui nữa rồi. Chị có đuốc nè, xuống lấy muối về cho rồi, lấy cái đó mở ra coi chị Banda. Ủa, cái đường này không tiêu rồi. Rồi, ra ra coi. Ủa, oh my god. Đâu, tầng hầm cao rồi hết. Tầng hầm đâu rồi? Cái cửa tầng hầm. Ôi trời ơi. Cửa tầng hầm đó rồi. Thôi, mèo. Cái gì?
vậy? Ở đây toàn là đất không hả? Lại có cái tầng hầm nào mèo? Tầng hầm nó có tiêu vậy? Ủa? Mới ràng ràng đó rồi, chưa được mấy giây nữa. Mọi người. Cái gì? Thấy ở đây nữa, hình như chưa bao giờ xuất hiện một cái tầng hầm nào luôn á. Sao nghe nó kỳ kỳ làm sao? Toàn là đất không hả? Thôi, mới cho tôi về trước nghe tôi thấy vậy. Tôi là ai hết nha mọi người. Tôi đi về nha mọi người ơi. Rồi, gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha mọi người. Chứ tôi là tôi không biết gì luôn nha. Về lại đi mèo. Về, mau lên. Video game chỉ mang tính chất vui vẻ, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức. Xin đừng bắt chước và ảo tưởng game là ngoài đời thật. Không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay lại đi ngược với hình phong mỹ tục của Việt Nam.